từng là ca kỹ xuất thân cơ hàn, từng là thứ thiếp luôn phải nhúng mình phía sau vợ cả. Nhưng bà lại là người được Tào Tháo cả đời coi trọng bởi tấm lòng nhân từ và độ lượng. Sau này, bà trở thành bậc mẫu nghi thiên hạ, được tôn làm Hoàng Thái Hậu, rồi Thái Hoàng Thái Hậu, cao quý trên vạn người. Bà chính là Vũ Tuyên Biện Hoàng Hậu. Người phụ nữ khiến Tào Tháo cả đời hết lòng kính trọng. Biện Phu Nhân sinh năm 160, mất năm 230, người huyện Khai Dương, quận Lan Nha, nay là phía Bắc Lâm Nghi, tỉnh Sơn Đông. Chính sử không ghi rõ tên gọi của bà, tục gọi là Biện Linh Lung. Tương truyền, ngày bà sinh ra, trong phòng bao phủ ánh sáng màu vàng kim rực rỡ. Cha bà thấy lạ, bèn nhờ thầy đến xem tướng. Thầy bói phán rằng, đại cát chi triệu, thử nữ tiền đồ vô lượng. Ý rằng, đây là điềm may mắn, cô bé này lớn lên sẽ có tiền đồ phú quý. Tuy nhiên, Biện Linh Lung bấy giờ xuất thân bần hàn, gia đình theo nghề ca múa. Sau này lớn lên, Biện Linh Lung cũng trở thành một ca kỹ buôn ba khắp nơi kiếm sống. Năm ấy, Biện Linh Lung đến đất Tiều, nay là Bạc Châu, An Huy, đúng vào dịp sinh nhật cha của Tào Tháo. Họ Tào đã mời Biện ca múa chúc thọ Tào lão gia. Biện Linh Lung khi ấy mới 20 tuổi, nhan sắc mỹ lệ, dung mạo đoan trang, yểu điệu thục nữ. Tào Tháo trông thấy động lòng nên đã nạp bà làm tiểu thiếp. Không nhớ oán thù. Tào Tháo có một người vợ kết tóc là Đinh Phu Nhân. Đinh Phu Nhân thường tỏ ra coi thường người vợ lẽ nên đối đãi với Biện Thị không hề khoan hậu. Nhưng Biện Thị lại nhẫn nhịn khiêm cung, không so đo tính toán. Dù được Tào Tháo sủng ái, bà vẫn an phận thủ thường, hoàn toàn không hề tỏ ra kiêu ngạo. Một lần, con trai trưởng của Tào Tháo là Tào Ngang vì theo cha chinh phạt Trương Tú mà tử trận. Đinh Phu Nhân đau khổ tuyệt vọng nên vô cùng oán hận Tào Tháo, khóc lóc rằng: ông làm chết con ta mà không nghĩ ngợi gì sao? Tào Tháo bẻ mặt trước ba quân nên nhất thời nổi giận đuổi bà về nhà mẹ đẻ. Sau này Tào Tháo hối hận, đích thân đến đón vợ về phủ. Nhưng Đinh Phu Nhân vẫn lạnh lùng, quyết không đoái hoài. Biện Thị biết phu quân thương nhớ Đinh Phu Nhân nên nhân lúc Tào Tháo chinh chiến xa nhà, bà thường mang tài vật đến biếu tặng. Hơn nữa lại nhiều lần nhúng mình đón Đinh Phu Nhân về nhà khoản đãi chu đáo. Đối với Đinh Phu Nhân, Biện Thị luôn tỏ ra cung kính, lấy lễ đối đãi. Khi dùng bữa, bà lui về vị trí vợ lẽ, nhường lại chiếc ghế chính thất, còn bản thân thì ngồi ở bên cạnh. Bà không nhớ tới những lời ác ý trước kia, khiến Đinh Phu Nhân vô cùng áy náy. Tôi đã là người ly dị, phu nhân hạ tất phải ân cần với tôi như vậy. Vài năm sau, khi Đinh Phu Nhân qua đời, Tào Tháo trong lòng vô cùng áy náy, thương tâm. Biện Thị thấu hiểu tâm tư chồng nên chủ động lo liệu tang sự, thỉnh cầu Tào Tháo theo lễ an táng Đinh Phu Nhân, sau này chôn tại phía nam thành Hứa Xương. Trong nguy không loạn cứu cả tộc. Năm xưa, vì kế hoạch thích sát Đổng Trác bất thành, Tào Tháo trốn khỏi Lạc Dương. Từ đó bật vô âm tín. Viên Thuật tung tin Tào Tháo đã chết khiến nhiều tướng sĩ nương nhờ trong phủ họ Tào đều lục đục rời đi. Tào phủ cũng vì thế mà rơi vào cảnh rối ren hỗn loạn. Biện Phu Nhân khi ấy 28 tuổi, trong lòng cũng lo lắng cho chồng nhưng bề ngoài vẫn giữ vẻ bình tĩnh, chạy đến diện kiến các tướng sĩ Tào phủ mà khuyên rằng: hiện tại tin tức vẫn chưa chứng thực được là thật hay giả, không thể dựa vào những lời đồn đại mà xác định rằng Tào quân còn sống hay đã chết.
Nếu hôm nay các ngươi tự giá về quê, sau này Tào Quân trở về rồi, các ngươi còn mặt mũi nào mà diện kiến ngài đây? Chỉ vì để tránh cái họa chưa rõ ràng này mà lại khinh suất buông bỏ danh dự cả một đời, làm vậy có đáng hay không? Chính bởi vì có khó khăn nên mới cần nghĩa sĩ cùng nhau sinh tử. Mong mọi người hãy suy nghĩ cho tỏ tường. Lời nói của Biện Thị khiến các tướng sĩ bình tâm lại, trong lòng không khỏi hổ thẹn, không còn ai muốn rời đi nữa. Sau này Đổng Trác phóng lửa thiêu đốt Lạc Dương. Trong cục diện hỗn loạn ấy, gia quyến Tào gia nhờ có các tướng sĩ bảo vệ nên mới bình an vô sự. Đức hạnh mổ nghi. Sau này Biện Thị được Tào Tháo phong làm chính thê. Đối với thê thiếp của phu quân, bà đều thiện đãi hết lòng. Đối với con trai con gái của Tào Tháo bị mất mẹ từ nhỏ, bà đều yêu thương chăm sóc như con ruột. Nhờ có Biện Thị mà Tào Tháo có thể yên tâm tập trung xây dựng đại nghiệp. Biện phu nhân thường ngày sinh hoạt cũng rất cần kiệm, giản dị, trên người không có gì quý giá. Dưới sự dẫn dắt của bà, hậu cung Tào Ngụy luôn coi trọng lối sống tiết kiệm, thanh đạm. Tào Tháo hiểu điều đó nên rất trân trọng và cảm phục bà. Một lần, Tào Tháo mang về vài đôi hoa tai tinh mỹ đưa cho Biện phu nhân tự tay chọn trước. Biện phu nhân chỉ chọn một đôi loại trung. Tào Tháo thấy lạ, bèn hỏi vì sao nàng không chọn đôi đẹp nhất. Bà đáp: chọn thứ tốt nhất thì là tâm tham, chọn thứ kém nhất chính là dối lòng. Vậy nên thiếp chọn thứ ở giữa. Khi Tào Tháo chọn Tào Phi làm người kế vị, triều thần hai bên đều chúc mừng Biện phu nhân, kiến nghị bà hãy ban thưởng tài vật để mọi người cùng chia sẻ đại hỷ này. Nhưng Biện phu nhân chỉ điềm nhiên cười. Tào Phi được lập làm thế tử chỉ vì anh trưởng đã không còn. Hơn nữa, hai mẹ con tôi không có công lao gì, có gì đáng để chúc mừng đâu. Tào Tháo nghe xong hết lời khen ngợi, tức giận mà không đổi sắc, vui mừng mà không thất tiết. Làm được việc này thật là khó lắm thay. Năm 219, Biện phu nhân 58 tuổi, Tào Tháo chính thức sách phong bà làm vương hậu, khen ngợi Biện phu nhân có đức của bậc mổ nghi. Từ đó các thê thiếp của Tào Tháo và hậu cung đều quy về Biện phu nhân cai quản. Biện phu nhân sinh cho Tào gia 4 người con trai, tất cả đều văn thao võ lược, là bậc tuấn kiệt trong thiên hạ. Tào Phi hạ bút thành chương, Tào Thực tài hoa xuất chúng. Cả hai đều là những nhân vật đại biểu cho văn học thời Kiến An. Năm 220, Tào Tháo mắc bệnh nặng qua đời. Tào Phi lên kế vị, tôn Biện phu nhân làm Vương Thái Hậu, sau thành Hoàng Thái Hậu, ngự ở Vịnh Thọ Cung. Tào Phi và Tào Thực có hiềm khích ân oán riêng. Biện phu nhân đứng giữa, luôn nỗ lực hòa giải hai con. Khi Tào Phi muốn giết Tào Hồng, Biện phu nhân lại giả ý muốn phế truất Quách Hoàng hậu mà khuyên ngăn can gián, đồng thời kể ra công lao của Tào Hồng, gợi nhớ rằng Tào Hồng từng có ân cứu mệnh đối với Tào Tháo. Bà khuyên Tào Phi rằng, làm người thì không thể vong ân phụ nghĩa. Năm 226, Tào Phi băng hà, Tào Duệ kế vị, tôn Biện phu nhân làm Thái Hoàng Thái Hậu. Năm 230, Biện Thái Hậu qua đời, hưởng thọ 71 tuổi. Bà và Ngụy Vũ Đế Tào Tháo cùng hợp tán ở Cao Lăng, sau đó được truy phong thụy hiệu là Vũ Tuyên Biện Hoàng Hậu, để ca ngợi tấm lòng nhân từ, kiến thức uyên thâm, hiền đức thục huệ của bà. Là một nữ nhân, cả về nhân phẩm, đức hạnh và cách hành xử của bà đều mẫu mực. Có thể nói, bà là người vợ hiền, danh bất hư truyền trong cuộc đời Tào Tháo.